せよ頼むよ少し遊んでやろう先輩もういいだろいやその手を解けろ俺が行くぞ髪型を崩すなよお前が道を案内しもう一度輪廻に参ろHello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh MVP Game Mobile. Hôm nay mình sẽ chơi vị tướng Yasa, dạ xoa, đi rừng. Đấy, một vị tướng 6 múi trong game rất là đẹp trai. Một vị tướng cầm thương rất là đẹp trai luôn. Và có mái tóc màu đỏ. Đấy, vị thức thần này thì không phải là có xuất thân từ Nhật Bản, mà là vị thức thần này có xuất thân từ Ấn Độ nhá, truyền thuyết về Tây Du Ký đấy, dạ xoa đấy. Rồi, thì chơi vị thức thần này mình sẽ cầm cái bảng ngọc như thế kia nhá. 2 viên tăng cơ vật lý này, 2 viên tăng cơ độ chạy để đi ganh dễ hơn này. 2 viên chuyên giáp này, 1 viên thì khi máu địch dưới 30% máu thì tăng sát thương này. 1 viên ở giữa thì dồn sát thương và viên đầu tiên con phượng thì lại sẽ tăng sát thương khi hỗ trợ hoặc là giết tướng địch. Đấy. Vị thức thần này thì được đánh giá là một vị thức thần máu giấy nhá, là một vị sát thủ trong game Âm Dương Sương Mù 3 thì hầu như sát thủ thì đều máu giấy rồi. Nên là chúng ta phải lựa chọn, không nên là lao vào mở đầu giao tranh đấy. Và vị thức thần này đi rừng thì cũng thuộc lại ok thôi, không phải nhanh quá nhưng mà cũng không phải là chậm quá, nó nói chung là được. Nhưng mà với bộ chiêu thức của vị tướng này thì bộ chiêu thức này sát thương nó không cao lắm đấy, sát thương của nó thì rất là thấp đấy. Rồi thì sát thương của nó thì có cái nội tại là mỗi lần Yasa tiêu diệt một kẻ địch ấy, thì sẽ hồi lại cho Yasa thì một lượng máu. Và đấy, một lượng máu đấy, nội tại, nhưng mà lượng máu này cũng không nhiều đâu. Cấp 1 thì nó có được 4% máu thôi. Đấy, bây giờ Yasa bên địch đến và mình phải ra đây mình thủ cái đường giữa. Đấy, thấy Yasa bên địch rồi. Rồi tiếp theo là rồi mất hồ lô rồi. Thôi lùi. Tiếp theo là cái chiêu bị động cái bé kìa, thì là mỗi lần Yasa tấn công lên kẻ địch hay là quái sẽ tăng tốc độ đánh này, công và tốc độ di chuyển, cộng dồn tối đa là 6 lần. Tiếp theo là cái chiêu thứ nhất là cái chiêu Tula, là chiêu di chuyển lướt ấy. Thì lướt tới kẻ địch sẽ gây ra sát thương thì sẽ sử dụng được 2 lần. Và tiếp theo là cái chiêu truy mệnh kìa, chiêu dịch chuyển đấy, chiêu thứ hai có thể di chuyển được. Vậy thì là Yasa thì lộn về phía trước có thể xuyên được tường nhá, thì gây ra sát thương này và nâng cấp vũ khí lên có thể đánh thêm một tầm xa và sẽ làm cho địch bị giảm tốc độ chậm. Và chiêu cuối cùng là đánh bay thì tạo ra cái con sóng thì sẽ hất tung kẻ địch đấy trong đợt đầu tiên và sẽ tạo ra 3 đến 1 cột sóng nữa, nhưng mà sẽ gây ra sát thương ít hơn, gây ra 60% sát thương thôi. Rồi ở dưới lại đánh nhau rồi, mình bắt đầu di xuống dưới đây ganh nào. Đây rồi, rồi lao vào như một con máy chém luôn. Rồi ok, ăn được Yasa địch. Lùi. Không ham. Lùi ngay. Rồi ok. Chiến công đồng cho mình. Rồi ra đường giữa nào, hỗ trợ bạn Hoa Bỉ Ngạn để hỗ... không mất lính này. Rồi mình ăn một con thôi. Rồi bạn ấy ra rồi thì mình lại lùi lại cho bạn ấy còn có kinh nghiệm để lên. Rồi mình đã lên level 6 rồi. Đấy thì trang bị nha, các bạn nhìn cái trang bị ở kia kìa. Trang bị mình sẽ lên cái trang bị đầu tiên là tăng tốc độ đánh cho vị thức thần này, tăng 50% tốc độ đánh, và mỗi khi đánh thì sẽ là tạo cho địch sẽ gây ra 4% sát thương dựa trên số lượng máu của địch. Đấy, chém rất là nhanh luôn. Và khi mà lên được trang bị này thì đi rừng rất là nhanh rồi. Đấy, các bạn thấy không, sát thương không phải yếu đâu nhá. Đấy, với cái bảng ngọc là tăng sát thương rồi. Đấy, đánh bùm máu hồi liên tục luôn. Đấy, thì giới thiệu một chút về đội hình của bên mình này. Đội hình bên mình thì có top là Vampia, Hấp Huyết Cơ, rừng là Yasa, Dạ Xoa này, đường giữa là Hoa Bỉ Ngạn, AD là Kanko và support là Thảo. Đấy, Thảo bên địch đánh khôn lắm, cũng nhanh được. Rồi tiếp theo là đội hình bên địch thì top có là Shiro Muro, Bạch Vô Thường này, rừng là Yasa giống mình luôn, đường giữa là Hoa Bỉ Ngạn này, AD là Chin và support là AB Sự Huệ Bỉ Thọ. Đấy, mình pha một vòng rừng rồi mình hô đồng đội thì ra đây là ăn bạch tuộc này. Thì ăn con bạch tuộc này sẽ tăng 5% sát thương và 5% phép này. Rồi ok. Đấy, lộn qua. Và cái chiêu lộn chiêu chủ động thứ hai kia thì sẽ khi lộn thì tạo ra một lượng giáp nhá. Đấy. Rồi.
Rồi Chin Chin làm gì đây? Nào đây này. Rồi chết Chin rồi. Rồi mình cũng bị chết rồi. Thì đâm sâu quá thì không rút ra được. Hàm giết quá. Rồi Hoa bị ngạn bên mình cũng bị giết mất rồi. Phải đắp bậc kêu cho Hoa bị ngạn bên kia. Đâm sâu quá không rút ra được. Thôi không sao. Thì mình sẽ lên cái bộ trang bị này thì để cho thành cái vị tướng này thành một cái bộ máy chém cực kỳ kinh khủng luôn. Đấy. Với các bộ trang bị như thế này và bảng ngang như này, các bạn lên theo mình cực kỳ khỏe cho vị tướng này. Vị tướng này nếu mà mình lên theo cái bộ trang bị mà tăng chiêu thức thì nó không khỏe đâu. Đấy. Và tăng sát thương nữa thì nó chém đi rất là kém. Mình sẽ lên cái trang bị này để tăng giúp cho nó có cái nội tại được khỏe hơn ấy. Nội tại của vị tướng này thì là khi mà đánh thì sẽ tăng tốc độ đánh này. Đấy, tăng sát thương và tăng tốc độ chuyển cộng dồn tôi tăng 6 lần. Đấy, dạng xoa bên địch này, đang level 8 bằng level mình. Dạng xoa bên địch thì lên đồ khác nhá. Rồi, dạng xoa bên địch dùng chiêu cuối lao vào mình. Nào, solo à, chơi luôn. Nào, chấp bạn đánh trước luôn. Các bạn thấy không? Dạng xoa bên địch là lên cái đồ sát thương đi rừng. Còn mình là lên đồ tăng tốc độ đánh đi rừng. Các bạn thấy hai con solo thì con nào ăn được chưa? Mặc dù là mình lên cái đôi giày nhá, giày kháng phép nhá, kháng hiệu ứng nhá, chứ mình chưa lên đôi giày kia đâu. Đấy, và mình lên trang bị thứ ba là mình lên trang bị hút máu. Đấy, khi vừa đánh solo vừa nãy thì dạng sao mình không có hút máu và không có tốc độ đánh. Đấy, bây giờ thì bị mình đàn áp này, chạy sao được. Rồi mình sẽ tìm cơ hội mình lao vào mình kết liễu được tướng địch. Nào, làm gì không cho ăn rừng luôn này, cướp luôn. Ấy nhà Chin làm gì? Bạn máu á, rừng nhà bạn á, là bạn oai á. Rồi, bạn thấy không, các bạn thấy không? Đấy, một cái máy chém thực sự luôn này. Dạ xoa địch này. Nào, làm gì? Hồi máu liên tục đây. Rồi, ok. Thấy chưa, các bạn thấy khi mình lên cái đồ trang bị này ấy, thì mình đã test được mấy trận rồi. Mình thấy cực kỳ hiệu quả luôn. Đấy, vừa kích hoạt được nội tại này mà lại tăng khả năng của vị tướng này khi mà nó đã chém được thì là cực kỳ sướng luôn. Nhưng mà không phải là cứ bá đạo là chúng ta cứ lao vào đâu nha, mà chúng ta phải biết lựa thời cơ. Đấy, đừng có đâm vào sâu quá như lúc đấy là mình chết một mạng. Đấy, thôi rút kinh nghiệm. Và tiếp theo cái trang bị thứ tư là mình lên cái trang bị chí mạng nhá. Đấy, khi mà đánh thường không chí mạng thì sẽ lần nó sẽ tăng thêm hai, trong vòng 3 giây nó sẽ tăng thêm chí mạng này, chí mạng. Và trang bị thứ năm này lại đổi chí mạng nữa, khi chí mạng sẽ tăng sát thương. Và trang bị cuối cùng là cũng là chí mạng khi đánh và tướng địch sẽ làm giảm 26% tốc độ di chuyển của tướng địch. Đấy, hiện tại đang là bên mình đang là 6 và bên địch đang là 3 và mình giữ được 5 mạng rồi. Đấy, đội hình bên địch thì bây giờ có top đang lấn áp bên mình à. Top bên địch thì là đang ăn được trụ bên mình, đang đẩy rất là xa rồi. Đấy, chắc là mình phải về căn thiệp thôi. Đấy, không thì mất cái trụ mất. Đấy, với cái bảng ngọc tăng tốc độ di chuyển thì mình di chuyển rất là nhanh luôn. Đấy, thành cái máy chém luôn này. Đâu rồi? Đây rồi. Rồi, nó tốc biến rồi. Thì mình không thể đuổi theo được tại vì là nó bị mạch vô thường trói hồn rồi. Khi mà trói hồn mình qua cái vòng đấy là mình sẽ bị choáng nên là mình không đuổi theo. Đấy, đuổi theo vô nghĩa thôi. Đấy, mình lên cái trang bị thứ ba kìa. Sát thương lan. Đây rồi, bạch vô thường này. Bạch vô thường. Rồi, chạy được nhá, mày nhá. Có biến về nhanh không để tan cái trụ này. Ây à, chảy cối không biến về à? Làm gì? Chảy cối này, này. Chảy cối không biến về, 6-1 cho mình. Rồi, tốc độ di chuyển rất là nhanh luôn. Rồi, phía đây, ăn cái con bùa này đã. Đấy, bây giờ thì rồi, đi rừng cực kỳ nhanh luôn. Đấy, vị tướng này thì đầu game thì nó hơi yếu một chút, nhưng mà giữa game và cuối game thì chém như một cái máy luôn. Thì tất nhiên là những vị sát thủ này thì khi gặp hiệu ứng không chế cứng thì sẽ bốc hơi nhanh lắm. Nên là các bạn chơi thì các bạn chú ý, nó đẹp trai nhưng mà nó yếu. Đấy, đẹp trai thì phải yếu sinh lý rồi. Đấy, những cái thằng nào như Châu như là Lưỡng Nhận Phật thì nó Châu thì nó lại khỏe sinh lý. Rồi, di chuyển nhanh xuống đường giữa này. Đẩy lính này, đấy, cái trang bị thứ ba này đánh sát thương lan này, đẩy đường cực kỳ nhanh luôn. Cái vị tướng này nếu mà các bạn lên cái trang bị mà tăng sát thương đi rừng này, sau này các bạn mới lên cái trang bị mà khi mà đánh thì sẽ đòn đánh tiếp theo sẽ tăng sát thương đấy. Ui rồi, cái vị tướng, cái
lên cái đấy cũng được thôi, nhưng mà nội tại của con này nó không thích hợp với cái đồ đấy, nó sẽ không tối đa được sát thương. Mình đã test rồi, và cách lên đồ của mình thì sẽ hiệu quả hơn đấy, hồi máu cũng rất là nhiều. Nào chi làm gì đấy, lùi lùi đấy, mình băng vào giữa đội hình địch có chết không. Mình lên cái giày hiệu giảm hiệu ứng khống chế nhá, mình không lên cái giày sát thương tăng giảm sát thương nhá. Hiệu ứng khống chế là khi mình bị đập choáng trong vòng 1 giây thì mình sẽ chỉ giảm choáng trong vòng 7 giây thôi, à 7 không phải 7 giây thôi đấy, thì là sẽ giảm hiệu ứng đi, thì rất là có lợi cho vị tướng sát thủ này. Rồi ăn được cái chuỗi rồi, lùi nào, làm gì được nhau nào, lêu lêu. Rồi ok, trận này đi rừng quá đẹp luôn này. Rồi cướp rừng luôn, rồi đánh toàn chí mạng rồi này đấy, rất là sướng. Ok, đi phàm rừng đối phương cũng thèm về rừng mình phàm. Dạ xoa bên địch à, vẫn lẩn vẩn à, không về đi, không về à. Ui rồi, bạn không về thì bạn chết chắc rồi, chạy được trời đấy. Các bạn thấy không, hai người dạ xoa và hai cách lên đồ khác nhau là bạn thấy không, dạ xoa bên địch thì lên theo kiểu là đồ đứng sát thương, mình lên đồ tăng tốc độ đánh và hồi máu này, mình solo Orochi luôn ở phút thứ 11 luôn này. Rồi đấy, lật kèo nếu mà ăn thế này ăn sẽ lén luôn rất là nhanh đấy. Chứ vị tướng này nó cũng không yếu đâu nhá, nó mau giấy thôi, nhưng mà sát thương của nó cực kỳ khủng khi các bạn biết cách lên đồ. Rồi thì lợi dụng tốc độ di chuyển nhanh và khả năng cơ động trên tường này đẩy lính nhanh này đấy, mình sẽ đi đẩy lẻ cho đội hình của mình thì sẽ ở giữa đấy. Rồi cứ một đòn là chết một lính này, đã thế rồi. Ok, xong cái trụ ở ngoài rồi, đây làm gì đây, mày cũng thường khôn thật đấy, băng trụ luôn này, chạy đi ấy nhở, ấy nhở, mình còn chiêu cuối mà không chết đâu. Rồi Yasha bên địch, Yasha bên địch, vâng, rất thanh niên này, rất là ấy ấy, thả chiêu cuối mình à, chạy ấy già, tốc biến chạy được thôi, chắc không đuổi được đâu, tốc biến là đầu tư tốc biến đi thôi ấy nhở, khôn đấy. Rồi các bạn thấy hồi máu nhanh không, lại đánh 2-3 cái rồi đã máu đã hồi rồi. À chín, rồi bắt lẻ là nghề của Yasha rồi, đẹp trai 6 múi này, tìm cô nàng chim này, chạy đi. Ui rồi rồi đánh đã cả tay, khi mà các bạn lộn cái chiêu kia thì các bạn sẽ được tăng khoảng cách nhé, tăng khoảng cách đánh này thì nó sẽ giảm tốc độ di chuyển của đối phương đấy. Ui khi đó thì lại áp sát vào đấy, thì chiêu thức của vị tướng này thì mình chỉ dùng để áp sát thôi, còn nó yếu lắm, tại vì cái chiêu 1 của nó thì khi các bạn dùng chiêu thức ấy nó chỉ tăng sát thương rất là yếu, nó sẽ tăng 50% sát thương thôi, không mạnh. Và cái chiêu thứ 2 thì nó sẽ tăng 30% sát thương thôi, chứ đó các bạn nó sẽ không lên được hết tối đa đâu. Đấy, rồi bằng trụ giết luôn. Nào, mày này. Rồi bằng trụ rút vào, đút vào sâu quá thì không rút ra được thì phải chịu thôi. Thôi từ từ, bình tĩnh, đừng kết liễu bộ, giết thêm mấy bạn nữa. Mấy phút thứ 13 thôi mà. Ôi, trụ đối phương còn rất là ít máu. Rồi, chim của địch bị chết rồi. Rồi, hoa bình ngạn mình cũng bị bốc hơi. Rồi, ok. Đấy, thế bạn thấy Yasha bên địch kìa, lên cái đồ theo kiểu sát thương và đòn đánh kìa, rất là yếu, không ăn thua. Đấy, lên trang bị hoàn toàn khác nhau luôn, nó chứng tỏ ngay từ những cái level đầu tiên mình solo là mình đã ăn được. Mặc dù là chấp Yasha bên địch là dùng chiêu cuối trước này, lao vào trước này, đấy, dùng trang bị tăng tốc độ đánh này, dùng trang bị tăng tốc độ đánh này, sau dùng một cái trang bị hút máu nữa. Đấy, trời, thì ăn con bạch tuộc thì trong nháy mắt thôi. Đấy, thì vị chiêu thức của vị tướng này thì dùng để chi đuổi tướng địch là chính nhá. Đấy, các bạn cứ lên trang bị như này cực kỳ khỏe luôn. Nếu mà cái trang bị cuối cùng mà khi mà mình hơi bị thọt một chút thì các bạn có thể lên trang bị giáp nhá,
hoặc là trang bị xuyên giáp nếu mà đối phương nhiều tank. Trong trường hợp này thì đối phương toàn không có nhiều tank lắm nên mình không nên trang bị xuyên giáp. Đấy, lượn lao thì cứ lao vào thôi. Bây giờ mình lao vào thì chỉ có ăn no đòn với bọn này rồi. Rồi thả bạch tuộc ra đây. Đấy, các bạn đánh cứ đánh nhau đi, mình ra đây mình thả bạch tuộc. Rồi nhanh ra đây ăn cái trụ này thôi. Ăn được không? Trời, ăn tốt. Làm gì? Yasha bên tình á? Thả mình á? Này, thả lại này. May nha, còn chạy được đấy. Từ chưa đầy ở chin đây này. Lao vào. Ok. Ăn được chin rồi. Đấy. Khoa bị ngạn bên địch hút lắm. Đây là cơ hội đây rồi. Ok. Vẫn chưa giết được con hoa bị ngạn. Ui, nó thả nhiều cuối kìa. Rồi. Ôi giời, rồi kết thúc rồi. Nhà chính của địch bị nói rồi. Rồi video của mình đến đây là kết thúc nha. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu mà thấy hay thì hãy like và chia sẻ nhé. Bye bye. I was busy thinking about boys.